Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay có chút thời gian mình làm cái video nói về việc cắt to quy đầu và những câu hỏi mà các bệnh nhân thường thường hỏi, thường lên mạng tìm kiếm và hay hỏi các bác sĩ chúng tôi. Thì cái video này mình cũng định làm từ khá lâu rồi nhưng mà vì công việc cũng bận nên hôm nay mới làm và chia sẻ với mọi người được. Mục đích của cái video này đó là cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về việc cắt bao quy đầu, các phương pháp cắt bao quy đầu, cũng như giải đáp những câu hỏi thường gặp của bạn đọc liên quan đến việc cắt bao quy đầu, giúp cho cộng đồng tránh những cái cạm bẫy khi đi cắt bao quy đầu. Bởi vì thực tế lâm sàng thì mình gặp rất nhiều trường hợp là các bệnh nhân đi cắt bao quy đầu tại các phòng khám thiếu uy tín, thì vừa tiền mất tật mang mà để lại những cái hậu quả, một số cái biến chứng có thể gặp khá là đáng tiếc. Những câu hỏi mà mình thường thấy các bệnh nhân hay hỏi đó là cắt bao quy đầu được thực hiện như thế nào, các phương pháp cắt bao quy đầu như thế nào, khi nào thì nên cắt bao quy đầu, lợi ích của việc cắt bao quy đầu là gì, những rủi ro có thể gặp khi cắt bao quy đầu, và cắt bao quy đầu thì có đau hay không, cắt bao quy đầu thì hết bao nhiêu tiền, cắt bao quy đầu sau bao lâu thì liền, sau bao lâu thì quan hệ tình dục được, và những cái lưu ý sau khi cắt bao quy đầu là gì. Và một cái vấn đề nữa mà mình đã nói ở trên đó là những cạm bẫy có thể gặp khi đi cắt bao quy đầu. Thì video này mình sẽ từ từ giải đáp những cái câu hỏi hay gặp đó. Đầu tiên đó là việc cắt bao quy đầu thì được thực hiện như thế nào. Thì phải nói với các bạn là cắt bao quy đầu thì nó là một cái phẫu thuật loại bỏ cái phần da thừa bao phủ đầu dương vật. Đây là một cái kỹ thuật rất là phổ biến và đã được thực hiện từ rất sớm ở một số quốc gia châu Phi. Thì họ thực hiện cắt bao quy đầu sơ sinh như cho các cháu một cách thông lệ theo kiểu phong tục. Thì họ cắt rất là thô bạo. Bạn có thể lên YouTube search các cái video cắt bao quy đầu kiểu thổ dân nhìn rất là sợ. Thì ở Việt Nam thì nói đến cái việc cắt bao quy đầu này thì cũng đã được áp dụng từ rất là lâu và rất nhiều cơ sở y tế họ đã làm. Về cái quy trình cắt bao quy đầu và các bước cắt như thế nào thì mình có chia sẻ ở cái đường link ở cuối cái video này, có bài viết và hình ảnh chi tiết để các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn. Các phương pháp cắt bao quy đầu thì gồm những phương pháp nào? Thì có rất nhiều phương pháp cắt bao quy đầu mà các bạn có thể nghe truyền thông, nghe báo chí, nghe các cơ sở phòng khám họ quảng cáo là cắt bao quy đầu thẩm mỹ kiểu Hàn Quốc, cắt bao quy đầu bằng laser hay cắt bao quy đầu bằng máy stapler. Đó đều là các cái kỹ thuật cắt khá là cơ bản. Thì trong y văn thì cũng có thấy có nhiều cái kiểu cắt bao quy đầu, có kiểu kinh điển, có sách viết dùng cái ba cái banh hoặc là ba cái pin để kẹp cắt, kiểu cắt theo kiểu đường đánh dấu kiểu Hàn Quốc, kiểu Ấn Độ rất là nhiều. Và phía cuối bài viết này mình cũng có chia sẻ một cái bài mà mình tổng hợp các cái phương pháp cắt kèm theo cái video. Bạn nào có muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể xem thêm cái video ở cuối. Đây là một cái video cắt bao quy đầu bằng máy stapler. Đây là cái phương pháp mà hiện nay được áp dụng khá là phổ biến. Vì phương pháp này thì nó đơn giản, dễ thực hiện và khá là thẩm mỹ, ít đau, ít chảy máu. Đây là cái mô hình cắt bằng máy stapler, các bạn xem. Đây là lắp cái dụng cụ bảo vệ cái quy đầu dương vật.
sau đó chúng ta chỉnh cái góc độ. Cái chỗ này cắt đẹp hay xấu do mình chỉnh cái góc này và nó phụ thuộc vào cái dây hãm dương vật của bệnh nhân. Đó, sau khi đã chụp bảo vệ thì chúng ta sẽ buộc cố định cái da đỉnh đầu dược quy đầu. Đây là mô hình nhá, để cho các bạn dễ hình dung. Với phương pháp này thì chúng ta hạn chế được cái sẹo xấu, hạn chế chảy máu, hạn chế đau và nó tránh việc lây truyền các bệnh. Do là cái máy này chúng ta dùng một lần cho một bệnh nhân, nó dùng xong là bỏ luôn ạ. Góc máy này có các cỡ khác nhau để chúng ta đo cho các bệnh nhân. Máy này thì cắt khâu tự động và nó dùng cái ghim. Mà cái máy này thì nó có một cái nhược điểm, đó là một số cái ghim mà nó sẽ găm hơi lâu. Thông thường thì sau 10 đến 14 ngày là ghim nó tự bung, nhưng có một số ghim thì nó hơi lâu sau nó mới bung. Đó là cái video sơ qua về cái việc cắt bao quy đầu bằng máy stapler. Ok, chúng ta chuyển sang cái câu hỏi tiếp theo mà mình nhận được khá nhiều những cái inbox của bạn đọc gửi về cái fanpage của mình. Đó, khi nào thì nên cắt bao quy đầu? Thực tế thì cái việc chỉ định cắt bao quy đầu này nó cũng còn nhiều trường phái, và có nhiều, ngay cả những cái y bác sĩ chúng tôi cũng có những phẫu thuật viên là cũng quan điểm khác nhau. Có người thì quan điểm mà mổ cắt bao quy đầu nó rộng hơn, có người thì lại hạn chế hơn. Thì có một số những cái chỉ định về cắt bao quy đầu thường thường gặp và được công nhận, đó là nhất là có hẹp bao quy đầu, có thắt nghẹt bao quy đầu, có dài ra bao quy đầu. Cái trường hợp dài ra bao quy đầu này thì cũng tùy tùy trường hợp. Nhưng mà cái mức độ dài mà bệnh nhân vệ sinh tốt, ít bị viêm nhiễm thì nó cũng không cần thiết phải cắt. Nhưng mà đây cũng là một cái chỉ định mà chúng ta cũng cân nhắc, nếu như mà nó dài, nó hay viêm thì nó nên cắt bao quy đầu đi. Chỉ định thứ ba đó là nó viêm dính bao quy đầu, điều trị nội khoa nong tách thất bại. Và một cái chỉ định nữa là dự phòng ung thư dương vật, và một số trường hợp là nó bị viêm, nó sùi ở đầu dương vật thì tao phải cắt ra bên cửa đầu, nó tránh viêm nhiễm, tránh lắng đọng cái cặn bựa sinh dục để dự phòng ung thư dương vật. Nó cắt bỏ bao quy đầu khi lấy bỏ dị vật dương vật do đặt bi là do gắn cái dị vật khác. Cắt bao quy đầu trong trường hợp viêm sơ chai quy đầu, da quy đầu hoặc lý do tôn giáo, hoặc là cắt bao quy đầu cho những trẻ có nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu cao, ví dụ như bàng quang thần kinh hoặc là trào ngược bàng quang niệu quản. Ngoài ra thì cắt bao quy đầu còn được thực hiện trong các trường hợp các bệnh nhân muốn làm thẩm mỹ tạo hình đầu dương vật, hoặc là những cái phẫu thuật do cái yếu tố chủ quan của người bệnh. Thì lợi ích của việc cắt bao quy đầu này là gì? Lợi ích của việc cắt bao quy đầu là nó ngăn ngừa cái hẹp bao quy đầu, ngăn ngừa cái tình trạng chít hẹp, tình trạng parafimosis, làm giảm nhiễm khuẩn đường tiết niệu, giảm nguy cơ ung thư dương vật và giảm tỷ lệ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Cũng phải nói qua là cái việc cắt bao quy đầu này thì ngay cả những cái hiệp hội lớn uy tín trên thế giới như Hội Tiết niệu Hoa Kỳ thì họ cũng có những cái khuyến cáo và cũng phải chỉnh sửa khuyến cáo khá nhiều lần.
Trên trong web của Hội Tiết niệu Hoa Kỳ thì cái guideline hướng dẫn về việc cắt bao quy đầu họ cũng đã chỉnh sửa tới 8 lần. Lần đầu tiên là năm 1989 và lần cuối cùng là tháng 10 năm 2018 vừa rồi, là họ cũng có đưa ra những cái bằng chứng về y khoa trong việc khuyến cáo việc cắt bao quy đầu. Thì một số cái nghiên cứu mà trên cái guideline hướng dẫn của Hội Tiết niệu Hoa Kỳ họ đưa ra ấy, thì họ cho thấy là cái tỷ lệ giang mai hoặc tỷ lệ lậu thì được khi thực hiện thì ở các quốc gia thì họ đánh giá là cắt bao quy đầu thì nó không không có ảnh hưởng đến cái tỷ lệ giang mai và tỷ lệ lậu. Tuy nhiên là cái nguy cơ lây truyền HIV của người nhiễm HIV sang người có HIV âm tính thông qua tiếp xúc tình dục với phụ nữ thì nó có tỷ lệ sẽ giảm được 50-60%. Ngoài ra thì có một số báo cáo khác cho rằng là cắt bao quy đầu thì có thể làm giảm nguy cơ nhiễm virus HPV. Đó là các cái nghiên cứu mà Hội Thần học Tiết niệu Hoa Kỳ họ họ đã đưa ra. Những cái rủi ro mà có thể gặp khi cắt bao quy đầu đó là gì? Những rủi ro đó có thể gặp là biến chứng về chảy máu, biến chứng nhiễm trùng, hay sẹo xấu dương vật, hoặc là hẹp niệu đạo miệng sáo, và tình trạng vùi dương vật, lây nhiễm các bệnh khi thực hiện ở các cơ sở y tế không đảm bảo. Nói chung thì cắt bao quy đầu nó là một thủ thuật an toàn và ít tai biến. Nhưng nó đã là một thủ thuật trên người thì đều có những rủi ro và tai biến nhất định. Các tai biến có thể gặp về quá trình gây tê, gây mê để thực hiện phẫu thuật thì cũng giống như tiêm bất kỳ một chất nào khác, kể cả thuốc bổ hay thuốc kháng sinh thì nó cũng có những tỷ lệ có thể gây phản ứng phản vệ, thậm chí sốc phản vệ do thuốc tê, thuốc mê. Mặc dù là tỷ lệ này rất thấp nhưng mà nó cũng có những cái nguy cơ, rủi ro trong đó. Và hiếm khi cắt bao quy đầu có thể dẫn đến các cái vấn đề như cắt quá ngắn hoặc quá dài, hoặc là nó tạo cái sẹo xấu, nó không được thẩm mỹ. Cắt bao quy đầu thì có đau hay không là cái câu hỏi mà cũng nhiều bạn hỏi. Đây là con người thì chúng ta ai cũng sợ đau, bản thân mình cũng rất là sợ đau, nên là nhiều bệnh nhân hỏi cái câu hỏi cắt bao quy đầu có đau hay không thì cũng là điều mà dễ dễ hiểu thôi. Thì việc cắt bao quy đầu có đau hay không thì nó tùy thuộc vào cái ngưỡng chịu đau của từng người, và nó tùy vào cái phương pháp phẫu thuật và cách thức vô cảm. Có những bác sĩ thì họ cắt khá là thô bạo nên bệnh nhân sẽ đau nhiều, và gây tê không tốt thì bệnh nhân sẽ đau nhiều. Còn thông thường thì khi mà chúng ta gây tê tốt và cắt nhẹ nhàng thì cái mức độ đau nó không không lớn, và mức độ đau chịu đựng được. Chúng ta chỉ cần dùng uống viên thuốc giảm đau nhẹ thông thường là cũng sẽ cải thiện thôi, và nó thông thường nó chỉ đau mất ngày đầu tiên sau mổ thôi. Một cái vấn đề nữa bạn đọc hay hỏi mình là cắt bao quy đầu bao nhiêu tiền, giá bao nhiêu, thì giá cắt bao quy đầu thì nó phụ thuộc vào bác sĩ cắt, phụ thuộc vào phương pháp cắt, phụ thuộc vào cơ sở y tế. Nó có nhiều cái yếu tố để cấu thành những cái giá cắt bao quy đầu, ví dụ như vật tư tiêu hao, rồi chỉ khâu, nó khâu bằng chỉ thường hay khâu bằng chỉ tiêu, khâu bằng chỉ thẩm mỹ,
phụ thuộc vào lượng thuốc tê, phụ thuộc vào bơm tiêm, bông gạc, thuốc sát trùng. Rồi chúng ta cắt bằng tay, cắt bằng máy, cắt bằng laser thì nó sẽ khác nhau, và nó còn phụ thuộc vào công bác sĩ cắt. Ví dụ một bác sĩ nhiều kinh nghiệm thì công cắt của họ sẽ cao hơn, và phụ thuộc vào chi phí hoạt động, chi phí marketing của cơ sở y tế, và phụ thuộc vào những cái phần trăm rủi ro, phụ thuộc vào mức sống, mức sinh hoạt chung. Ví dụ như cắt bao quy đầu ở ở dưới quê thì giá nó khác, bởi vì giá mức sinh hoạt ở quê nó thấp, nhưng cắt ở Hà Nội, ở thủ đô thì mức giá nó lại khác. Và thông thường thì giá nó dao động rất là lớn. Bản thân mình thì cũng nhiều trường hợp là mình cắt hộ không thôi, không lấy một đồng nào cả. Nhưng mà cũng có những trường hợp thì phải lấy phí. Chiều cắt hộ thì chỗ người quen biết, chúng ta sẽ không phải lo về cái chi phí rủi ro. Chi phí rủi ro là cái vấn đề mà rất nhiều người chúng ta sẽ phải quan tâm đến. Rủi ro từ cái gì? Rủi ro từ cái tình trạng gây tê, gây mê, có thể gây sốc phản vệ, thậm chí bệnh nhân có thể tử vong do thuốc tê, thuốc mê. Đó là cái điều mà chúng ta không sàng lọc được. Chúng ta chỉ phòng được bằng việc là chúng ta có sẵn đồ cấp cứu sốc phản vệ bên cạnh. Nhưng mà 100.000 ca không may nó xảy ra một ca, người ta mất uy tín, người ta mất sự nghiệp. Đó là cái rủi ro, cái chi phí mà khá là phải quan tâm. Và giá dao động thì mình thấy là có nơi thì khoảng 500.000, có nơi khoảng 20 triệu. Bản thân mình thấy là cũng có những bệnh nhân là đi cắt ở các phòng khám Trung Quốc là mất tới gần 30 triệu cả một lộ trình. Thì cái này tí nữa mình sẽ chia sẻ kỹ hơn ở cái phần mà các cạm bẫy mà bạn nên tránh. Giá cái cắt bao quy đầu thì bao lâu thì liền và sau bao lâu thì quan hệ tình dục được? Thì cái thời gian liền vết thương sau cắt bao quy đầu thì nó phụ thuộc vào cái phương pháp cắt, kỹ thuật cắt và cái cơ địa của người bệnh. Nói như vậy có nghĩa là sao? Có những người, ví dụ những người bị đái tháo đường, họ sẽ chậm liền hơn so với người bình thường. Và cái phương pháp cắt, nếu như cắt bằng máy, nó cắt khâu tự động thì nó sẽ liền tốt hơn so với cắt bằng tay thông thường. Đó. Và kỹ thuật cắt của bác sĩ, người cắt người ta làm nhẹ nhàng, các cái mô nó ít bị tổn thương, nó liền tốt, kiểu khâu tốt, thẩm mỹ nó liền tốt hơn. Nhưng mà thông thường thì sau khoảng 7 đến 10 ngày thì vết thương sẽ liền đẹp, và sau khoảng 3 đến 4 tuần thì có thể quan hệ tình dục được. Nhưng mà nhẹ nhàng, bôi trơn tốt, và cái tư thế truyền thống nữa. Những cái lưu ý sau khi cắt bao quy đầu. Thông thường thì cắt bao quy đầu xong thì nó khá là phù nề, nhưng nó không không liền ngay. Rồi khi ra viện thì bạn phải dùng thuốc, dùng kháng sinh. Kháng sinh thì cái này chỉ có dùng kháng sinh đường uống thôi, kháng sinh thông thường thôi, không phải phải tiêm truyền gì nhiều cả. Thuốc chống phù nề, thuốc giảm đau, và ta phải băng ép trong 2 ngày đầu, 1-2 ngày đầu, và thay băng trong 1-2 ngày đầu. Khi đi lại thì chúng ta nên để cái dương vật ở vị trí 12 giờ, nó đỡ va chạm, đỡ đau, đỡ phù nề. Chúng ta cắt chỉ sau khoảng 7 đến 10 ngày nếu dùng chỉ tiêu, chỉ không tiêu. Đặc biệt là phải hạn chế, sau khi cắt bao quy đầu phải hạn chế xem các phim ảnh, sách báo có nội dung tình cảm thì nó sẽ gây cương, và phải tránh cái phản xạ cương. Cương nhiều thì nó sẽ chậm liền, hay dỉ máu nó chậm liền hơn. Và sau khoảng 3-4 tuần mà các bạn quan hệ tình dục trở lại thì cần sử dụng bao cao su trong những tuần đầu. Tư thế nam chủ động và nhẹ nhàng thôi. Và những cái cạm bẫy mà các bạn có thể gặp khi đi cắt bao quy đầu, mình cũng phải chia sẻ với các bạn ở các phòng khám
Nếu như mà họ hoạt động theo kiểu ăn sổ, làm việc không thiếu một cái tâm, khi bệnh nhân vào đó làm thì sẽ khá là tốn kém. Bản thân mình thì mình đã gặp và đã xử trí khá nhiều bệnh nhân vào các cái phòng khám Trung Quốc cắt bao quy đầu. Mới đầu vào thì họ tư vấn giá 3 triệu, đồng ý vào mổ. Họ không có giải thích rõ ràng cho mình trước rồi cái này mổ sẽ như thế nào và có chi phí gì phát sinh kèm theo hay không. Mổ xong thì sẽ uống thuốc theo đơn hay là phải nằm viện dùng thuốc và điều trị tiếp theo như thế nào, họ không không tư vấn kỹ. Và cái cạm bẫy mà hay gặp nhất là khi vào là họ tư vấn cái giá rất là mềm. Ok, bệnh nhân đồng ý lên bàn mổ, họ vẽ thêm bệnh. Có nhiều bệnh nhân nói mình là lúc em lên bàn mổ rồi họ nói là phải cắt thêm thần kinh lưng dương vật, không nó bị xuất tinh sớm rồi nó bị liệt dương rồi nó vô sinh, nó dọa ra đủ thứ bệnh. Và khi đang nằm trên trên bàn rồi thì họ nói cái gì thì em thì bệnh nhân cũng sợ cũng lo và cũng đồng ý để cho họ làm. Thế là một cái cắt bao quy đầu xong từ 3 triệu ra thanh toán 20 triệu. Sau đó họ lại dọa thêm là cái này phải quay lại để truyền kháng sinh, truyền thuốc. Mỗi ngày đến truyền mất 1 triệu. Mà thuốc nó có cái gì đâu. Mấy cái thuốc kháng sinh đơn thuần bình thường truyền hết 1 triệu. Truyền xong rồi họ lại tư vấn là để tránh sẹo xấu, để nó liền sẹo tốt thì phải chiếu đèn, phải chiếu ánh sáng để cho nó nhanh liền ra. Đây là cái điều mà cực kỳ là nguy hại. Bởi vì các bạn biết là cái đèn ánh sáng họ chiếu vào nó gây nóng, gây tăng cái nhiệt độ của cái tinh hoàn và nó làm tiêu diệt hết, nó chẳng khác gì là nướng luộc hết cái món tinh trùng của bạn. Đó là cái điều mà rất là nguy hiểm. Thì có nhiều bệnh nhân vào cắt xong rồi bị dọa như vậy. Cắt xong rồi được ngày 1, ngày 2 xong phải tìm đến các bác sĩ tại các bệnh viện lớn để xử trí, để sửa, để điều trị tiếp. Và nó rất là hoang mang, vừa tốn kém nhiều tiền lại vừa rất là sợ. Đó, đó là một vài cái điều mà mình chia sẻ với các bạn về cái cắt bao quy đầu. Các bạn quan tâm thêm thì có thể đọc thêm các bài viết ở cái đường link bên cuối cái video này. Mình chia sẻ các đường link các bài viết ở dưới. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và hy vọng là cái video này sẽ mang đến nhiều lợi ích cho các bạn. Xin cảm ơn.